đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sao Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cúng ông công ông táo là nghi lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam không thể thiếu mỗi khi Tết đến xuân về. Mặc dù là một nghi lễ quá đỗi quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết về ý nghĩa cũng như lễ vật đầy đủ của nghi lễ này. Mâm cỗ cúng ông công ông táo trong ngày 23 tháng Chạp không cần quá cầu kỳ nhưng phải trang trọng, chu đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ. Đặc biệt có những vật phẩm tuyệt đối không thể thiếu nếu không muốn xui xẻo, bủa vây tài lộc, thất thoát. Để biết đó là những vật phẩm gì, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ý nghĩa lễ cúng ông công ông táo. Người xưa tin rằng ba vị thần táo là những người cai quản, giữ yên bình cho gia đình. Ông táo sống trong nhà nên sẽ nắm bắt được hết mọi công việc, vận may, tình hình của gia chủ. Đồng thời đây là những vị thần giữ nhà tránh khỏi sự xâm phạm của ma quỷ, linh hồn không nơi nương tựa. Chính vì thế việc thờ cúng ông táo với mong muốn thần giữ bình yên, may mắn cho gia đình. Đồng thời mọi người vẫn tin rằng vào những dịp cuối năm, đây là thời điểm các táo về châu trời, bẩm báo công việc năm qua lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Việc cúng ông táo cũng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đến vị thần. Thông thường vào dịp cúng ông táo luôn xuất hiện hình ảnh cá chép, bởi lẽ cá chép được xem là phương tiện đưa các táo về châu trời. Từ lâu cá chép hóa rồng trở thành hình ảnh tượng trưng cho sự thịnh vượng, thành công. Vậy nên đây luôn là linh vật trong ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Cá chép sau khi cúng sẽ được mang ra sông, hồ, suối để thả về với thiên nhiên, tùy thuộc phong tục mỗi địa phương khác nhau. Thời gian tổ chức lễ cúng ông táo sẽ diễn ra trước hoặc trong ngày 23 tháng Chạp. Những lễ vật không thể thiếu trong ngày cúng ông công ông táo. Mâm cúng ông công ông táo tùy thuộc vào từng điều kiện, nét phong tục của địa phương. Mâm cơm cúng ông công ông táo có thể làm mặn hoặc chay và mỗi gia đình có thể biến tấu lựa chọn mâm cơm cúng phù hợp với khẩu vị. Cho đến ngày nay, việc chuẩn bị mâm cơm cúng ông công ông táo đã có sự tinh giản gọn nhẹ hơn trước. Thế nhưng trong mâm cơm cũng cần có được những món truyền thống. Một số lễ vật không thể thiếu trong mâm cơm gồm ít nhất 3 chén, 3 đũa, 3 đĩa, hoa quả, muối gạo, xôi, rượu, nước chè, thịt lợn hoặc thịt gà, hoa tươi, món ăn tạo hình hoặc chế biến từ cá chép. Các lễ vật cúng. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cơm cúng ông công ông táo, gia chủ cần phải tìm hiểu và mua thêm các loại lễ vật bao gồm mũ ông táo. Như đã biết, ở Việt Nam quan niệm về hai ông một bà, chính vì thế khi mua mũ bạn cũng cần lưu ý điều này. Thông thường mũ ông táo sẽ có hai cánh chuồn, trong khi mũ bà táo sẽ không có. Ngoài ra bạn cần mua quần áo, giày đúng với số lượng 2 bộ dành cho nam và 1 bộ dành cho nữ. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên việc chuẩn bị hương, vàng mã cho lễ cúng. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông táo vào ngày 23 tháng Chạp. Theo dân gian, táo quân là những người cai quản chuyện bếp núc, nên vị trí đặt đồ lễ cúng ông công ông táo nên đặt trong bếp với mong muốn giữ lửa cho gia đình, luôn thuận hòa, sung túc và đầm ấm. 3. Cá chép. Theo quan niệm của dân gian, phương tiện đi lại của các táo từ hạ giới lên châu trời là cá chép. Vì vậy lễ vật này không thể thiếu. Chính vì thế vào ngày 23 tháng Chạp, mỗi gia đình đều mua cá chép để cúng. Gia chủ có thể chọn mua cá chép giấy hoặc cá chép sống đặt lên mâm cỗ cúng. Cá chép sau khi ghi xong nghi thức lễ cúng sẽ được phóng sinh về với thiên nhiên. Ngoài ra, hình tượng cá chép cũng truyền tải khát vọng cá chép hóa rồng, ngụ ý thăng hoa, tinh thần bền lòng, chinh phục tri thức và sự thành công. Trong quá trình chọn mua cá chép, bạn không cần phải mua những chú cá to, bạn chỉ việc chọn những chú cá có màu đẹp, bơi lội khỏe mạnh, nên chọn kỹ những con cá chép còn nguyên vẹn, không bị thương hay chóc vảy. Bạn cần chọn những ao hồ nước sạch, không ô nhiễm khi thả, không đứng trên cao, đổ hay ném cá xuống. Làm như vậy, cá có thể bị chết khi chạm mặt nước. Thay vào đó, hãy chọn chỗ mép nước gần, nhẹ nhàng nghiêng bát hoặc túi để cá tự quẫy bơi vào dòng nước. Thả cá xong, bạn nên lưu lại một chút xem cá đã bơi đi chưa, tránh tình trạng cá mắc kẹt, không thể bơi ra giữa dòng. Tuyệt đối bạn cần tránh việc thả cá cùng túi ni lông xuống ao hồ để không làm ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, cúng ông công ông táo dùng loại quả gì tốt nhất đang là thắc mắc của rất nhiều gia chủ khi ngày 23 tháng Chạp đang cận kề. Có rất nhiều loại hoa quả nhưng không phải loại hoa quả nào bạn cũng có thể dùng để cúng ông công ông táo. Bạn có thể kết hợp nhiều loại hoa quả với nhau để tạo thành một mâm ngũ quả hoặc có thể bày riêng lẻ các loại quả. Dưới đây là một số lưu ý cho quý vị về các loại hoa quả bày biện trong ngày đặc biệt này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Các loại quả tươi cúng ông công ông táo miền Bắc. Người dân miền Bắc thường dùng các loại hoa quả sau để làm thành mâm ngũ quả như chuối, bưởi, phật thủ, cam, quýt, táo, lê, xoài, nho, thanh long, đặc biệt như táo tượng trưng cho sự yên bình. Ngoài ra táo đỏ có màu đỏ là màu của sự may mắn nên rất được nhiều người Việt ưa chuộng. Chuối tượng trưng cho bàn tay của Phật, thể hiện mong muốn các vị thần linh, gia tiên sẽ che chở, phù hộ, độ trì cho cả gia đình. Bưởi có hình tròn biểu tượng cho sự tròn đầy, mang ý nghĩa mọi việc đều suôn sẻ. Quả Phật thủ có hình giống các ngón tay của Phật, điều này tượng trưng cho bàn tay Phật đang cầu nguyện ban phước lành cho dân chúng. Đây là loại quả chúng ta thường thấy trong lễ thắp hương ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ Tết ở miền Bắc. Tuy nhiên bạn cần lưu ý quả này không ăn được. Miền Trung, vì khí hậu miền Trung khắc nghiệt hơn miền Bắc và Nam nên hoa quả cũng có phần ít hơn và hoa quả họ dùng để cúng thường là những hoa quả có sẵn của vùng miền. Vì vậy nên không có quy tắc nào trong mâm ngũ quả của miền Trung. Tuy nhiên bạn sẽ hay thấy những quả sau trong mâm ngũ quả cúng ông táo, chuối, thanh long, mãng cầu, dứa, cam quýt. Miền Nam, người miền Nam lại bày mâm ngũ quả gồm những quả như sau: mãng cầu, đu đủ, xoài, dứa, nho. Khác với miền Bắc và miền Trung, người miền Nam lại kiêng kỵ một số loại trái cây do tên gọi của nó không mang lại may mắn như chuối, táo, lê, quýt, cam. 2. Các loại quả không nên dùng để cúng. Ngoài những loại quả trên thì bạn không nên dùng những loại quả dưới đây để cúng ông công ông táo vì nó có thể mang lại nhiều điều xui xẻo không tốt cho gia chủ. Hoa quả giả. Không nên cúng hoa quả bằng nhựa bởi nó không thể hiện lòng thành kính của gia chủ mà còn là sự lừa dối với các vị thần. Và theo quan niệm dân gian, khi thắp hương ta nên chọn những quả có màu sắc hài hòa, có mùi thơm nhẹ nhàng, mang ý nghĩa tốt lành. Nhưng hoa quả giả thì lại không đáp ứng được các yêu cầu đó. Hoa quả mọc sát đất. Theo quan niệm dân gian thì quả mọc sát đất sẽ bị nhiễm ế khí, nhiều khi có thể trong quá trình thu hoạch hoặc là trồng cây bị động vật và con người dẫm đạp lên, tạo cảm giác không tốt. Hoa quả có mùi nặng nồng nặc vì những quả này có thể lấn át đi những mùi của quả khác, vậy nên nó làm mất đi sự hài hòa của không khí trong gia đình. Hoa quả có gai nhọn như mít sầu riêng. Vì nó không đem lại may mắn cho gia chủ, ảnh hưởng đến bình an, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Ngoài ra, những gai nhọn này có thể làm xước hỏng những quả khác trong mâm ngũ quả, khiến cho mâm ngũ quả không còn đẹp nữa. 3. Lưu ý khi lựa chọn đồ cúng ông táo bằng trái cây. Cúng ông công ông táo bằng trái cây sẽ phù hợp với những gia đình nào quá bận rộn, không có thời gian để chuẩn bị nấu cơm cúng. Khi lựa chọn hoa quả để cúng thì bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Có thể cúng mâm ngũ quả hoặc một đĩa hoa quả với một loại quả riêng. Số lượng của các loại quả trên đĩa phải là số lẻ, bởi người xưa quan niệm rằng số lẻ tượng trưng cho cõi âm, hoa quả phải tươi mọng nước, vẻ ngoài trơn bóng, màu sắc tươi tắn, nên chọn hoa quả trước khi cúng 1-2 ngày vì mua sớm quá sẽ khiến cho hoa quả bị héo, không còn đẹp mắt. Không nên cúng những hoa quả bị dập nát, ủng thối, nó sẽ không thể hiện được lòng thành kính, tôn trọng đến các vị thần linh. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý về những vật phẩm cúng ông công ông táo để đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý vị tích lũy kiến thức, bổ ích trong việc thờ cúng, cúng bái trong nhà. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video, đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video về phong thủy, tử vi hữu ích nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.